giám đốc đi công tác, nhân viên vệ sinh dùng cưa máy cắt tủ, trộm két sắt gần 3,5 tỷ đồng. Phụ huynh trường mầm non quốc tế bức xúc, tố suất ăn của con ở trường hết 70.000 đồng một ngày, nhưng chỉ có cháo trắng, quả chuối chia 4. Thanh Hóa bỏ ra 300 triệu đồng xây 5 bàn tay khổng lồ trên bãi tắm. Độc lạ, livestream bán hàng của nam nhân xứ Trung. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Nhịp sống đương đại của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Chúng tôi là Đào Duy và Thu Hà, rất vui được đồng hành cùng tất cả quý vị trong 30 phút phát sóng với những câu chuyện nóng hổi, những sự kiện đang được xã hội và dư luận quan tâm. Song song đó, các vấn đề đáng cảnh báo cùng những sự việc, câu chuyện thú vị, độc lạ về mọi mặt của đời sống nhân sinh cùng những giai thoại mang màu sắc nhân văn trong đời sống hôm nay cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ đến quý vị trong chương trình. Và ngay sau đây sẽ là phần tin nóng, mời quý vị cùng bắt đầu theo dõi. Từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương. Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quý Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11 năm 2020. Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn chỉ cần nghe nhạc, xem video mà lấy được tiền. Với thủ đoạn đó thì đã có nạn nhân chuyển hơn 400 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo. Theo đó, vào ngày 13 tháng 3, Công an phường Giảng Võ, quận Ba Đình tiếp nhận đơn trình báo của chị T, tên viết tắt, sinh năm 1982, về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo chị T trình bày, vào ngày 10 tháng 3 thì chị T có nhận được điện thoại mời tham gia làm cộng tác viên nghe nhạc để tăng lượt view và tăng lượt like cho ca sĩ, sẽ nhận được từ 100.000 đồng cho đến 200.000 đồng qua ứng dụng Telegram. Chị T tin tưởng và làm theo yêu cầu, đồng thời đã chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng là hơn 400 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó thì chị T mới phát hiện là thủ đoạn mới này là chiêu trò lừa đảo nên đã đến với cơ quan công an để trình báo. Và thưa quý vị, qua vụ việc trên thì Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến với người thân, bạn bè về thủ đoạn trên để tránh mắc bẫy của những đối tượng xấu. Và khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần phải kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng về tính chính xác. Và nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo thì người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Và tiếp tục chương trình là cụm tin vắn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Bình Chánh vừa bắt giữ Võ Thị Ngọc Quyền, 47 tuổi, ngụ quận 7, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản với giá trị lên gần 3,5 tỷ đồng. Quyền là nhân viên dọn vệ sinh tại công ty có trụ sở tại khu dân cư Him Lam, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Theo điều tra, ngày 3 tháng 4, vị giám đốc đi công tác xa nên Quyền mua một cây cưa máy cầm tay mang đến công ty. Đến ngày 5 tháng 4, lợi dụng bảo vệ không có mặt ở công ty, Quyền cưa mặt dưới tủ gỗ, lấy két sắt mini bỏ vào túi ni lông mang về nhà ở quận 7 cất giấu. Chiều cùng ngày, đối tượng thuê thợ sửa khóa đến nhà mở két sắt và lấy được những tài sản gồm đồng hồ Rolex, đồng hồ Geneva, 4 chiếc nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền vàng, 4 miếng đá dạng cẩm thạch, 2 miếng kim loại màu vàng của dây đeo đồng hồ. Tổng tài sản ước tính khoảng gần 3,5 tỷ đồng. Ngày 7 tháng 4, công ty trên phát hiện mất trộm nên trình báo công an. Đội kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vừa điều tra triệt phá một vụ chất cấm ngụy trang trong bao bì lạ đưa từ thành phố Hồ Chí Minh về Nha Trang tiêu thụ. Gói bao bì bằng ni lông với màu sắc rất bắt mắt, ở ngoài in chữ nước ngoài. Hình ảnh trên bao bì làm người nhìn liên tưởng đến một thứ gì đó có thể dùng cho trẻ em, và bên trong là một loại chất bột. Qua công tác giám định, đội kỹ thuật hình sự xác định chất bột này là các chất cấm loại MDMA và ketamine. Cuối tháng 3 vừa qua, đối tượng Nguyễn Trung Nghĩa, 24 tuổi, trú tỉnh Bình Phước, bị bắt giữ khi đang nhận một gói hàng từ một nhà xe. Trong gói hàng này có 30 gói nhựa nhỏ màu tím, bên trong chứa chất bột. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định đó đều là chất cấm tổng hợp.
Theo cơ quan công an, một gói này được đối tượng mua khoảng 2 triệu đồng, sau đó đưa về Nha Trang bán lại cho các đối tượng khác với giá khoảng 6 triệu đồng một gói. Đối tượng móc nối với các đối tượng ở các quán bar, vũ trường trên địa bàn thành phố Nha Trang để đưa loại chất cấm từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nha Trang tiêu thụ. Thùng mới rượu cũ, tội phạm đã sử dụng thủ đoạn này cho loại chất cấm nước dâu vốn không xa lạ, thay vì dùng những loại bao bì có in hình trái cây đã bị lực lượng công an lật tẩy, thì nay tội phạm tiếp tục tìm đến những loại bao bì mới khó phát hiện hơn. Mới đây, Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa huy động lực lượng bắt giữ hàng chục quái xế chạy xe thành đoàn gây mất an ninh trật tự. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 4, hàng chục quái xế này tập trung tại một khu đất trống nằm trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Sau đó dàn hàng chạy ra đường để đua, nẹt bô xe reo hò khiến nhiều người dân bức xúc. Phát hiện sự việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã chia làm nhiều tổ hóa trang và chốt chặn để bắt giữ nhóm quái xế này. Thấy lực lượng cảnh sát giao thông, nhiều thanh thiếu niên đã bỏ xe máy chạy vào khu dân cư. Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ hàng chục quái xế, thu giữ nhiều xe máy. Hiện tại, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính những thanh thiếu niên này về hành vi thay đổi kết cấu xe, chạy xe thành đoàn, cổ vũ đua xe trái phép, chạy xe một bánh. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã tạm giữ 10 chiếc xe máy để tiếp tục xử lý theo quy định. Được biết, những quái xế này có độ tuổi từ 15 đến 16 tuổi. Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải và nhiều xe máy đã xảy ra tại thành phố Quảng Ngãi. Chiếc xe tải mang biển số Quảng Ngãi lưu thông theo hướng Bắc Nam. Khi đến đoạn đường Trương Định, gần trường tiểu học Trần Phú thì mất kiểm soát. Xe tải tông hàng loạt xe máy đang di chuyển trên đường và chỉ dừng lại khi tông vào một xe con đang đậu bên đường. Vụ tai nạn khiến ít nhất 3 xe máy bị ngã ra đường, nhiều người bị thương được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, nhiều xe máy nằm ngổn ngang, các mảnh nhựa từ xe máy rơi ra nằm vương vãi khắp mặt đường. Cảnh sát giao thông xác định tài xế xe tải có vi phạm nồng độ cồn 0,704mg trên lít khí thở. Chuyện bức xúc ngày hôm nay mà chúng tôi muốn chia sẻ đến tất cả quý vị đến từ những hình ảnh này. Thưa quý vị, đây chính là bữa ăn của học sinh được phụ huynh của một trường mầm non tại Hà Nội bức xúc tố là cắt xén tiền ăn. Cụ thể là với 70.000 đồng một ngày, nhưng chất lượng bữa ăn của trẻ lại không tương xứng. Câu chuyện xảy ra tại trường mầm non có tên là trường American Montessori International School, gọi tắt là AMIS. Thêm một chuyện nữa là trường này định hướng dạy học theo phương pháp tiên tiến Montessori, nhưng cũng chưa có giáo viên nào của trường có chứng chỉ về phương pháp này. Và những thông tin do phụ huynh cơ sở mầm non AMIS Hà Nội chia sẻ đang nhận được nhiều sự quan tâm và lo lắng từ phía dư luận. Với mức học phí khoảng 90 triệu đồng một năm, trong đó tiền ăn là 70 ngàn một ngày. Tuy nhiên, khi thấy suất ăn cô giáo chụp gửi lên nhóm phụ huynh không đúng như số tiền gia đình bỏ ra, khiến chị Huyền ngỡ ngàng và bức xúc. Nói rằng cái cốc nước cam đấy đã là phù hợp thôi, bởi vì nước cam thì không nên uống nguyên chất. Hoặc là pha như thế cũng là phù hợp với các bạn ý, nhưng mà thực tế pha nó cũng không đến mức như vậy. Thì mình cũng chỉ yêu cầu là các cô làm đồ ăn cho các con thì cái chất lượng nó phải đảm bảo. Trước phản ánh của phụ huynh, đại diện cơ sở mầm non AMIS đã nhận trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng này. Để khắc phục, ngoài tăng cường kiểm soát chất lượng bữa ăn thì nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh giám sát dễ dàng hơn, cơ sở sẽ gửi lên trang liên lạc với phụ huynh, đảm bảo bữa ăn được đồng đều trên toàn hệ thống và phụ huynh có thể kiểm tra bất cứ lúc nào tại cơ sở. Thì nhà trường cũng rất là xin lỗi liên quan đến vấn đề về gây hoang mang cho quý phụ huynh, và thứ hai là việc là có thể hiện một cái trách nhiệm sâu sắc trong cái vấn đề về những cái biện pháp liên quan vấn đề về khắc phục những cái vấn đề đó đối với cả bên phía bên nhà trường. Ngoài chất lượng bữa ăn thì sai phạm trong việc đào tạo không đúng với đăng ký, chất lượng giáo viên không đúng với chương trình triển khai của cơ sở mầm non này cũng được chỉ ra. Bởi đây chỉ là nhóm trẻ mầm non chứ không phải trường mầm non quốc tế như quảng cáo. Chương trình dạy theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo chứ không phải phương pháp tiên tiến Montessori. Yêu cầu là cơ sở sẽ thực hiện theo cái chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo, theo đề án xin cấp phép hoạt động, ở là tháo dỡ biển ngay, bởi vì là tên biển không đúng theo quyết định. Bởi vì quyết định thì là tên lớp mầm non độc lập AMIS Trần Hữu Thực, thì cơ sở cũng đã đưa tên khác.
Vâng, thưa quý vị, tấm biển trường gỡ xuống đồng nghĩa với niềm tin của nhiều phụ huynh bị ảnh hưởng. Đây là bài học cho các trường trong việc đảm bảo đúng chất lượng cam kết và cũng như cơ quan quản lý cần tăng cường hơn nữa trong việc kiểm tra, giám sát. Và bên cạnh đó thì nhất thiết cũng cần phải có sự giám sát của cộng đồng. Một khi vai trò này được tăng cường, thực thi nghiêm túc, đặc biệt là luôn có sự kết nối, tương tác chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh, thì tất yếu những hành vi muốn trục lợi từ bữa ăn học đường cũng khó có thể thực hiện được. Tạm gác lại câu chuyện bức xúc vừa rồi, chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện độc đáo gây bất ngờ với nhiều người. Câu chuyện đầu tiên xin được bắt đầu với hình ảnh này. Một bàn tay khổng lồ trên biển, không biết là nó nằm ở đâu vậy Đào Duy? Dạ, cụ thể thì nó nằm trên bãi biển Hải Tiến của huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Mà không chỉ có một đâu nha, có đến tổng cộng là 5 bàn tay to đùng như thế này xuất hiện trên bãi biển Hải Tiến, khiến cho rất nhiều người dân và du khách đến đây đều tỏ ra rất là bất ngờ. Thu Hà biết là bãi biển này, bãi biển Hải Tiến được ví như là bức tranh sơn thủy hữu tình của du lịch biển xứ Thanh. Nhưng mà Thu Hà thắc mắc là vì sao ở một bờ biển trải dài, đẹp mê mẩn như vậy lại có 5 bàn tay khổng lồ chiếm không gian bãi biển, không biết là nó có tác dụng gì vậy? Đây không chỉ là thắc mắc của một mình Thu Hà đâu, mà Đạo Duy tin chắc rằng là rất nhiều người đến thông tin này cũng sẽ có một cái điều gì đó mong muốn được giải đáp với cái câu hỏi giống như vậy. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm lời giải đáp qua ghi nhận sau đây. Dọc bãi tắm dài khoảng gần 1 km thuộc địa phận các xã Hoàng Tiến và Hoàng Thanh, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, có tất cả 5 bàn tay làm bằng bê tông cốt thép đang trong giai đoạn hoàn thiện. Mỗi công trình bàn tay cao khoảng hơn 4 mét, cổ tay to một người lớn ôm không hết. Được biết, dự án xây dựng 5 cánh tay khổng lồ do Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện nên không phải xin ý kiến từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoàng Hóa cho biết, công trình này có mục đích là các chòi canh bãi biển hình bàn tay, là nơi để nhân viên cứu hộ ngồi quan sát du khách tắm biển, đảm bảo cứu hộ, cứu nạn kịp thời. Đây cũng là nơi tạo cảnh quan mới lạ cho du khách, có thể chụp ảnh cùng công trình. Hiện nay, công trình này đang trong giai đoạn hoàn thiện để kịp đưa vào phục vụ mùa du lịch biển Hải Tiến hè năm 2023, từ cuối tháng 4 này. Thì ra là các bàn tay khổng lồ này để làm các chòi canh du khách tắm biển. Khi xảy ra vấn đề gì bất trắc thì kịp thời hỗ trợ, đồng thời là tạo cảnh quan mới lạ cho du khách check-in cũng như là chụp ảnh. Cũng sáng tạo đấy chứ, đúng không? Dạ, đúng. Nhưng mà ở góc độ khác thì những bàn tay khổng lồ cũng mang lại cho Thu Hà cái cảm giác lạc lõng cô đơn giữa biển trời mênh mông. Có vẻ cảm giác là rất là đa sầu, đa cảm, đúng không ạ? Nhưng mà bên cạnh những lời khen ngợi thì cũng có một số ít ý kiến cho rằng là công trình này sẽ làm giảm đi cái không gian bãi tắm và tiềm ẩn nguy hiểm khi mà du khách đến tắm biển, không may bị sóng đánh, rồi sau đó thì va vào những trụ cột bê tông. Đây chắc chắn cũng sẽ là một vấn đề mà chủ đầu tư cũng cần phải xem xét có những biện pháp sao cho nó an toàn để mùa du lịch biển năm 2023 sắp tới sẽ mang lại trải nghiệm mới lạ và hơn hết là an toàn cho quý du khách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng gặp gỡ một nhân vật đặc biệt, đó là ông Ngô Đức Tâm, 52 tuổi, đang là chủ chuỗi nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh với mức thu nhập khủng. Thế nhưng ông Tâm bất ngờ bỏ phố về quê ở Ninh Bình, mày mò nghiên cứu làm ra món ruốc từ cá rô tổng trường, loài cá tiến vua 1000 năm trước, trừ hết chi phí thì mỗi tháng có lãi từ 20 cho đến 40 triệu đồng và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Sinh ra ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Năm 20 tuổi, anh Ngô Đức Tâm rời quê hương, bôn ba khắp nơi với mong muốn làm giàu. 30 năm lập nghiệp nơi đất khách quê người, anh Tâm thành công với chuỗi các nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, có thu nhập vạn người mơ. Nhưng khi dịch Covid-19 bùng nổ, nhà hàng đóng băng, lúc đó anh về quê tránh dịch. Thời gian ở quê cùng mẹ già, hàng ngày anh Tâm đi chợ nấu ăn. Ra chợ thấy loại cá rô tổng trường, xưa kia chuyên dùng làm món ăn tiến dân vua chúa, bán quá rẻ. Anh mua về chế biến thử thì thấy thịt thơm, dai, béo, rất ngon. Cả vùng Hoa Lư, cá rô tổng trường có sẵn và nhiều, nhưng vẫn chỉ loanh quanh với món ăn quen thuộc như canh cá rô hấp, nướng, rang muối, v.v.
Anh luôn nghĩ làm sao có thể tạo ra một sản phẩm từ cà rô tổng trường vừa thơm ngon, bổ dưỡng, vừa dễ vận chuyển thì mới làm quà và mang đi xa được. Sau một năm mày mò, cuối cùng anh đã tìm ra công thức chuẩn cho món ruốc cà rô tổng trường. Ở Trường Yên thì nổi tiếng là cái món cà rô tổng trường. Cái món cà rô tổng trường này từ hàng ngàn năm nay đã được người dân làm ra những cái món ăn rất là đặc sắc để tiến vua. Qua một cái giai đoạn quá trình lịch sử thì nó bị mai một đi. Hiện tại bây giờ Ninh Bình thì nó phát triển du lịch rất là tốt và người dân cũng đã bắt đầu phát triển lên cái món cà rô tổng trường thành một cái thương hiệu. 20 năm trở lại đây thì nó đang ở cái giai đoạn giống như là ta chỉ ăn món canh cà rô hoặc là cà rô nướng hoặc cà rô kho, chứ ta không thể mang cái cà rô của mình nó ngon như thế nhưng mà không mang đi ra ngoài tỉnh được. Thế thì trong cái giai đoạn như vậy thì mình mới về mình nghiên cứu, mình đưa ra được một cái sản phẩm là đó là ruốc cà rô tổng trường. Người đàn ông 52 tuổi kể tiếp, trong khoảng thời gian nghiên cứu, anh đã phải bỏ đi không biết bao nhiêu mẻ ruốc vì hỏng hoặc không đạt yêu cầu. Mọi nỗ lực của anh đã được đền đáp khi món ruốc cá ra lò đạt chuẩn và được nhiều người yêu thích. Ông chủ chia sẻ, ruốc cá làm không khó, nhưng để có được món ruốc cá rô ngon, giữ được hương vị và dinh dưỡng, cần phải có quy trình chế biến nghiêm ngặt và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo anh, khâu đầu tiên chọn cà rô tổng trường làm nguyên liệu là quan trọng nhất. Cà rô ở vùng đất Trường Yên có màu xanh, thân hình thon và đều, trọng lượng phải từ 2 đến 3 lạng một con. Cá được làm sạch, cho vào hấp với lá thảo dược để khử mùi tanh. Sau đó là công đoạn nhặt thịt, loại bỏ xương rồi sao thủ công, nêm nếm gia vị theo công thức đã chuẩn bị sẵn. Mọi công đoạn trong quá trình chế biến đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Toàn bộ là mình làm là 100% bằng thủ công, từ khâu chọn nguyên liệu, con cá tươi ngon, cá to, cá tươi ngon, về làm sạch, ngâm nước muối để cho nó sạch nhớt. Ra là cái sản phẩm ruốc cá như thế thì mình mang đi được, đi xa ra ngoài tỉnh dành cho khách du lịch, có thể là ta mang đi cả nước ngoài. Thì là ta sẽ phát triển được cái cà rô tổng trường ở đây một cách rất là tốt, phục vụ cho du lịch này, cho những nhà chăn nuôi tại địa phương. Mỗi tháng, xưởng của anh Tâm tiêu thụ hàng tấn cá nguyên liệu, tương đương từ 100 đến 300 ký ruốc thành phẩm. Mỗi ký ruốc cà rô tổng trường đang được bán với giá trên 1,6 triệu đồng. Trừ hết chi phí, mỗi tháng có lãi từ 20 đến 40 triệu đồng và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Cuối năm 2022, sản phẩm ruốc cà rô tổng trường của anh Tâm đạt chuẩn OCOP 4 sao. Anh Tâm chia sẻ thêm, khi phục vụ nhu cầu trong nước ổn định, anh sẽ hướng đến xuất khẩu món ruốc cà rô ra nước ngoài. Như vậy, đặc sản của quê hương Ninh Bình mới lên một tầm cao mới, được nhiều người biết hơn nữa. Chuyện lạ tiếp theo sẽ liên quan đến người phụ nữ này. Thu Hà có thể đoán được người phụ nữ này cao bao nhiêu không ạ? Nhìn hình thì chắc là phải gần 1m7 ha. Tuyệt vời, thưa quý vị, lại có thêm một người nữa bị bức hình đánh lừa. Thật ra cô gái này chỉ cao có 1m5 thôi. Ủa thiệt không vậy trời? Thiệt, thật trời là... Nhìn hình mà nói mà cô ấy chỉ cao 1m5 thì hơi khó tin. Dạ, hơi khó tin đúng không ạ? Thế nhưng nếu mà nói công việc cô ấy đang làm nữa thì chắc là còn khó tin hơn cả cái việc chiều cao. Vậy thì cô ấy làm nghề gì mà khó tin đến vậy? Cụ thể thưa tất cả quý vị, cô ấy làm nghề tài xế xe đầu kéo, xe container. Wow. Chị Harley Hum, 40 tuổi, cao 1m44. Hiện điều khiển chiếc xe container 16 bánh dài 16,5m và có tải trọng 44 tấn. Trong 7 năm qua, người phụ nữ một con này nhận chở vật liệu xây dựng tới các công trường. Chị Harley Hum từng rất sợ những chiếc xe đầu kéo sau một vụ tai nạn giao thông vào năm 2008. Song nhờ sự hỗ trợ của người anh họ cũng là một tài xế, chị đã vượt qua nỗi sợ này, thậm chí yêu thích và theo đuổi công việc lái xe. Chị Harley nhận ra mình là tài xế xe đầu kéo thấp bé nhất thế giới sau khi tra cứu kỷ lục hiện tại trên mạng Internet và đã nộp đơn đề nghị tổ chức kỷ lục Guinness Thế Giới xem xét công nhận phá kỷ lục hiện tại. Chị cũng đang ấp ủ kế hoạch hướng dẫn những người phụ nữ khác tham gia công việc này trong tương lai. Đối tượng của chuyện lạ tiếp theo là anh chàng này. Đào Duy có thấy gì lạ trong khung hình không ạ? Chắc có lẽ là cái đôi giày cao gót mà anh ấy đang mang đúng không? Chính nó. Thực ra thì
ở cái thời buổi này đàn ông mà mang giày cao gót cũng không có lạ cho lắm. Thậm chí là còn có một số người mang đi làm ở công sở hoặc là khi đi trình diễn cái nghệ thuật, cái bộ môn mà nhảy với giày cao gót nữa. Thu Hà biết nhưng sẽ là như thế nào nếu là sinh kế làm ăn của anh ấy? Tức là bán giày cao gót hả? Điều đó thì cũng không lạ lắm. Không, nhưng sẽ như thế nào nếu chính anh ấy làm người mẫu bán giày cao gót luôn? Cái này thì nó hơi sai sai nha. Ngẫm là thấy nó hơi sai sai bởi vì nữ làm mẫu bán giày thấy còn khó ăn huống hồ. Huống hồ với ai đó thôi. Chứ với anh chàng này thì không ngờ lại thành công luôn nha Đào Duy. Chúng ta cùng xem anh ấy làm sao mà làm được nhé. Anh Wunan, 41 tuổi, đến từ tỉnh Tứ Xuyên. Sở hữu một kênh bán giày online dành cho phụ nữ, chủ yếu là giày cao gót. Anh đi theo con đường kinh doanh khác thường là tự làm mẫu. Nhờ vậy, mỗi tháng thương hiệu giày của anh đạt doanh thu 6 triệu nhân dân tệ, tức là hơn 21 tỷ đồng. Trong những video gây sốt mà Wu đăng lên mạng xã hội, được dịch ra là ông chú Wu bán giày cao gót. Anh vừa đi đôi giày cao 7 phân, vừa thực hiện nhiều môn thể thao khác nhau trong công viên để chứng minh sản phẩm của mình chất lượng, phù hợp với các bà mẹ và phụ nữ đi làm. Đến nay, Wu có 3 cửa hàng online trên các trang mạng thương mại điện tử, với tổng cộng hơn 1,5 triệu người theo dõi. Các mẫu giày Wu bán có giá từ 200 đến 1.000 nhân dân tệ, tức là hơn 3,5 triệu đồng. Tiếp theo chương trình, tình huống làm ơn mắc oán, gã tan tật với lòng tham vô đáy. Câu chuyện nhân văn về đội vá xe và đổ xăng miễn phí, hết lòng vì bà con lỡ đường ban đêm. Mở đầu chuyên mục camera an ninh ngày hôm nay là một tình huống mà Đại Duy chỉ xin được mô tả bằng 4 chữ thôi. Đó chính là làm ơn mắc oán. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến của vụ việc. Theo camera an ninh nhà dân ghi lại, người phụ nữ đang đứng mua hàng bên đường thì một người đàn ông đi chân giả tới. Theo hoàn cảnh đáng thương nên người phụ nữ đã cho tiền người đàn ông này. Thế nhưng, hành động sau đó khiến nhiều người bức xúc. Sau khi được cho tiền, thấy trong hộp trước chiếc xe tay ga màu đỏ của chị này có để điện thoại, nên hắn ta đã hiện nguyên hình, thò tay lấy trộm rồi nhanh chóng bỏ đi. Được người phụ nữ cho tiền, thế nhưng hắn lại có đáp trả cực kỳ xấu xí. Đó là trộm luôn điện thoại của cái người vừa giúp mình. Dạ, đúng rồi. Xem lại tình huống này thì chắc là người phụ nữ sẽ bức xúc lắm. Không biết là đôi chân của hắn ta có bị khiếm khuyết thật hay không, nhưng mà rõ ràng tâm hồn thì chắc chắn là khuyết tật bởi lòng tham bất chấp. Tiếp theo là một tình huống trộm vừa được chủ quán nước ở Đà Nẵng gửi về cho chương trình. Chỉ vì vào trong nhà ăn cơm không ai trông coi quán, mà kẻ trộm đã ngang nhiên đi vào quán và trộm tiền. Vụ việc được camera tại quán cà phê nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng ghi lại được. Thời điểm này là gần 14 giờ, cả nhà đang ăn cơm bên trong, phát hiện quán không có người phía trước, nên một cô gái mặc đồ đen đi vào trong quán thăm dò, rồi tiến tới quầy thu ngân, lục lọi tìm tài sản. Sau đó trộm khoảng 3 triệu đồng và lấy ví bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng rồi tẩu thoát. Được biết, bên ngoài còn có một đồng bọn nam đợi sẵn. Thưa quý vị, có lẽ chúng ta cũng không ngờ là đối tượng lại vào quán ngang nhiên để lục đồ như vậy. Đã vậy còn không đeo khẩu trang nữa. Thật sự là đúng là nể với đối tượng này luôn, nhưng mà nể trong ngoặc kép nha. Dạ vâng ạ. Trộm ngày nay không những liều lĩnh ngang nhiên xông vô nhà người ta, mà còn rất tinh ranh thủ đoạn tắt luôn hệ thống chống trộm để mà dễ bề hành sự. Vụ việc vừa xảy ra tại Đồng Nai, hy vọng mọi người sẽ cảnh giác. Vụ trộm xảy ra tại quán cà phê nằm trên đường Nguyễn Trung Trực, phường Xuân Trung, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Theo đoạn clip do camera an ninh ghi lại, thời điểm này là hơn 3 giờ sáng, đối tượng nam mặc đồ đen đi bộ từ bên ngoài quan sát, sau đó hắn tắt hệ thống báo động. Diễn biến camera trong quán chúng ta có thể thấy, đối tượng tiến tới quầy thu ngân của quán, lục lọi để tìm tài sản. Hắn loay hoay khá lâu rồi lấy một điện thoại đang cắm sạc trên bàn và trộm thuốc lá, sau đó ra ngoài tẩu thoát. Nghe tiếng chó sủa, sợ bị phát hiện nên hắn giả vờ tới thùng rác để thu gom ve chai rồi nhanh chóng rời đi. Thưa
Thưa quý vị, nhiều lần chứng kiến cảnh người dân lao động đi làm về khuya gặp sự cố về xe như hết xăng hay là xe bị bể bánh, nhưng không tìm được nơi sửa phải dẫn bộ về nhà. Từ suy nghĩ của bản thân, phải làm sao để giúp đỡ cho bà con cùng với xuất phát điểm tấm lòng nhân đạo sẽ chia khó khăn với bà con lỡ đường vào ban đêm. Một thanh niên ở An Giang đã bàn bạc với anh em trong xóm, thành lập đội thiện nguyện vá và đổ xăng xe miễn phí cho bà con khi gặp sự cố xe. Và câu chuyện về đội hoạt động trên tinh thần tự nguyện, chia sẻ yêu thương và hướng về cộng đồng cũng sẽ thay cho lời kết của chương trình Nhịp sống đương đại ngày hôm nay. Trước khi nói lời chào tạm biệt, cho phép Đào Duy xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Và quý vị thân mến, đừng quên khung giờ phát sóng mỗi ngày của chương trình Nhịp sống đương đại vào lúc 11 giờ và 20 giờ trên kênh BTV1, phát lại vào lúc 12 giờ 30 và 21 giờ 30 trên kênh BTV2, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Nhịp sống đương đại cũng đồng thời có mặt trên sóng phát thanh FM Bình Dương 92.5MHz vào lúc 5:30, 13:30 và 21:00 mỗi ngày. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể thưởng thức lại chương trình Nhịp sống đương đại trên kênh YouTube Truyền hình Bình Dương quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Đào Duy và Thu Hà xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình tiếp theo. Xuất phát từ một người khó khăn rất nhiều vào giai đoạn kinh tế gia đình chăn nuôi lươn thường bị lỗ, đến giai đoạn nhà không còn tiền cũng là lúc anh Vân bị bệnh, chuẩn bị phẫu thuật ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Không có tiền đóng viện phí, bà con đóng góp cho mình để đóng tiền. Khi ca phẫu thuật thành công rồi, anh trao đổi với bà con, anh em đồng đội. Từ đó quyết định thành lập đội vá xe miễn phí với thông điệp chia sẻ yêu thương để hỗ trợ cho bà con trong đêm lỡ đường. Trong giai đoạn đó, xuất phát không có gì hết, có công an chính quy thị xã Tân Châu hỗ trợ xe đẩy, anh Tâm hỗ trợ xăng và xe đẩy, em Bình phường Long Phú hỗ trợ bình hơi, vân vân, để anh em làm tiếp tục đến nay. Rồi từ đó thì vì một cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn, thì một người khó khăn là cần nhất là sự chia sẻ yêu thương. Thì chính bản thân tôi ngày ấy thì cũng được xã hội chia sẻ yêu thương bằng tình người. Cho nên bây giờ thì Thân Văn là quyết định là thành lập đội thiện nguyện giá và sửa chữa xe miễn phí, là cái tên là chia sẻ yêu thương, nghĩa là muốn mang cái tấm lòng của mình đến tất cả mọi người trong những trường hợp mà thật sự cần thiết nhất. Đội vá xe được thành lập vào tháng 2 năm 2022. Thành viên của đội đều là người dân địa phương. Đa phần thành viên của đội từ 18 đến 30 tuổi, rất nhiệt tình với công tác thiện nguyện, có tinh thần cống hiến vì cộng đồng. Ban ngày, ai cũng có công việc riêng, từ làm ruộng, công nhân cho đến làm thợ sửa xe. Ban đêm, thay vì nghỉ ngơi, họ tranh thủ tham gia cùng với đội. Thì theo mình nhận xét thành dân là cái góc độ nó tuy rằng nó khổ nhưng mà nó một ý chí nó rất là kiên cường. Theo tôi nhận xét là thành dân là một người tốt để giúp cho đời, vậy là đúng. Một điều đặc biệt trân quý ở đội vá xe và đổ xăng xe miễn phí là khi đi lưu động trên đường, gặp những trường hợp tai nạn giao thông, các thành viên trong đội sẵn sàng giúp đỡ, chuyển người gặp tai nạn vào bệnh viện một cách nhanh chóng. Trong quá trình hoạt động đó, thì đội ban ngày là đội đã thành lập được là một tổ lưu động ban ngày từ 4 đến 5 người. Do tổ lưu động ban ngày thì do chứng minh quản lý, giao lại cho chứng minh trước cửa nhà quản lý mà để mà cũng như là bà con mà lỡ đường đó, xe bị bể bánh này kia đó, thì nhờ chú với chú Ba Cang ở sớm nè, bà con mình ở sớm đó, thì chung tay với nhau để mà giúp đỡ cho bà con lỡ đường. Cũng như những trường hợp mà tai nạn giao thông đó, thì ban ngày đội vẫn có một tổ lưu động luôn để mà hỗ trợ cho bà con khi nhận cuộc gọi. Và cả ban đêm cũng vậy. Ban đêm thì đội cũng trên cái tuyến đường lưu động để mà hỗ trợ cho bà con giá xe, sửa xe đó. Thì khi mà nhận được thông tin đó, thì đội vẫn hỗ trợ cho bà con trong những trường hợp mà tai nạn giao thông hoặc là người bệnh chuyển đến bệnh viện để kịp thời để điều trị. Dù cuộc sống của anh Thành Vân và các thành viên trong đội là không khá giả, nhưng các thành viên của đội thiện nguyện
đều một lòng cố gắng hết sức mình, hoạt động rất tích cực, không kể thời gian, ngày hay đêm, mưa hay nắng. Và hình ảnh những tình nguyện viên, những chiếc áo vàng hàng đêm rong ruổi khắp nội ô thị xã Tân Châu, An Giang đã để lại ấn tượng đẹp cho nhân dân vùng biên.